Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Huân TV, tôi chia sẻ kiến thức tin học. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tác từ nửa và thay đổi cái icon của chuột trên màn hình. Đây, con chuột mình đang di này, mình có thể thay đổi cái mẫu khác nhau đó. Thì đầu tiên để vào thay cái con chuột di như này thì các bạn sẽ vào cái con chuột banner trên màn hình. Mình đã hướng dẫn, mình đã cũng có bài viết là cách hiển thị icon con hệ thống lên màn hình máy tính, thì các bạn có thể vào trang của mình xách cái bài viết lại hay cách hiển thị icon màn hình lên máy tính để hiển thị cái này ra màn hình đó. Các bạn click vào đây, các bạn tìm đến cái icon mouse đó, con chuột này, các bạn click vào đây đó thì nó hiển thị ra này. Các bạn vào một đây poster đây, đây là rất nhiều mẫu. Đây, mẫu này rất nhiều mẫu đó, để rất nhiều mẫu chuột, các bạn có thể lấy bất kỳ mẫu nào. Đây, ví dụ mình lấy mẫu này, mình nhấn OK. Một lần nữa nhá, sau đó các bạn tiếp tục vào đây. Dự án này sẽ thêm dấu hỏi, các bạn xem đây, đấy, thay đổi như này. Đấy, tạo ra thay đổi đây. Rồi, mình sẽ lấy cái hình này, hình này nhá, và dấu hỏi lại. Đấy, để khi ấn nó sẽ hiện hình ra như vậy. Đấy, đây nhá. Mình sẽ mặc nó. Rồi, một cái hình lên. Đấy, nó sẽ hiện đó, cái hình con chuột nó màu đen như này. Rồi tiếp tục này, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cách từ lửa tắt từ lửa luôn. Đấy, vì nhiều khi máy tính chạy thì đôi khi phải tắt từ lửa để cài lên một số phần mềm vào đấy. Các bạn có thể cài nhưng nó yêu cầu tắt từ lửa mà các bạn không biết tắt, không nhỏ. Đây thì cách tắt từ lửa là vào đây. Đây, Windows Defaults Firewalls này, Firewall này. Đấy, các bạn click vào đây. Đây, của mình đang bật từ lửa, mình tắt từ lửa thì các bạn vào đây. Tool. Đấy. Rồi, các bạn ấn Tool nào. Sau đó OK. Đó. Đây, từ lửa là đã bị tắt. Đấy, tới thế chúng mình sẽ chúc các bạn đổi chuột và tắt từ lửa thành công. Mình sẽ lấy lại ra cái mình hay dùng. Mình hay dùng đầu câu này. Đó, mình quẹt này. Và chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like và chia sẻ trang của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.